sốc phê riêng cái dùng chim hạt cây la dùng thưa ban ôm một phút công đây đua được mua xong cái tờ tam rương để hạt cát lang chạy sài với cái hướng nó bị cát lang nhập bùi dương đá dương thưa xoay xoay thưa cả trôn ở bên kia nát thưa ở bên kia mưa mọi dương nên nhung chưa nhưng mà xuống luôn đấy bạn chắc bạn cho miền nào chui trong bàn thì chẳng phải là ca ti mua dương cứ phải là ca cất đau từ lực luôn dương thân tao dương miền phải là ca ấy là mẹ luôn dương bà đừng giống như miền lục bùn đất muối hộp khớm sẽ đại khăn không bà con tay thì bật sao nhưng mà sọc phiệp lột ôi đàm miên ấy chứ ngó rồi bà ấy nhằm mà đi là ô nhằm mà đôi là ô thử nhằm bà lại mấy nhằm ấy mấy chắc như phim xe cục nữ lộ lót em ấy vô bà miên lộ lót mà thay ra sọc phiệp chứ chắc con tay thì phép nhằm đâu bà nhằm bà lại chê nhằm chê nhằm chê chắc như phim control bay hai bà mũi khái dương mơ mà đó sọc phiệp lộ mà sao tôi bay lộ mà sao rồi đôi với ông miên ca bà ca xong rồi thử đàm miên ca take control thử miên cam chưa chất đại thì buộc luôn dương nhưng mà đâu mong muốn cầm nót hay là ca chỉ vứt mấy tay chỉ mẹ nhóm chùm hiên thì mỗi cái nhóm bắt đầu từ lứa bành hà sọc phiền chứ này đang hai nhóm thì nhắm sẽ nhắm ấy đại ớt chìa ca trăm bách du du mà đón mà mẹ nó dương mình chết phát rẻ đấy chứ còn tay ôi tập phát ua và mua ai và máy để ba qua sọc phiền dương cứ nhóm nghĩa tranh mà rồi cho người ta mà nước là hai tập phát tới ớt bán ca ấy ớt từng giấy ca ấy phát đại ai bằng phan sọc phiền dương nơi mà xuống nhóm lia cái màu vậy nha vì bố nhóm miên hay là ca sọc phiền bao nhóm dương miên phai là ca sọc phiền bao dương chân dương nhám là bao lo như thế bà lo mình men sập tay là bao thay gì là bao na đây mình pa pho sọc phiền nên người bông ôn kết bị luôn dương thay bởi dương miên trong miên phai là ca bởi dương trong thơ sừng kềm phai ngay dương trong bị dốt lấy ngay cứ phải giặt luôn dương ở ban là o một phật vì vô miên chỉ vất cứ miên vậy về cục vàng miên chỉ vất cứ dương ai của mỗi ban cục vàng về cái loại dương chanh cái này sọc phiền dương lơ cái cứ dương ruột ban du dương cái đây cái dương anh ruột ban du dương kia cái dương anh vừa phục vụ dương ban chuyển cái chẳng bằng nhau mới sọc phiền mà mất phép nhưng mà chỉ muốn ở du tận an nhóm nó chặt đam chư bả đã để khắc scom ai scom ấy cái thằng luôn ai scom ấy chư bắt bả đã bởi con hốt hỏa ngay con phát hỏa ngay về cho ông ta phát hỏa ngay là hốt đâu mình ban sờ lạnh luôn này nó chưa chấm nổi tim mùi anh ấy gọi cho ca kết bao nhóm tp đã hai là ca sọc phiền cùng nết bả sọc phiền bành ha cùng nết hai là ca cùng nết bao dương tại dương thượng miên cùng nết ấy kia cùng nứt bên chùm miên cùng nứt ở bên chùm miên nhóm cùng nứt phải là ca này ca kết với nhóm cứ cùng nứt đau từ lứa ca kết kết ở đôi nhà miền phải là ca nhóm kết ở đôi nhà miền nhóm chạy xuống luôn anh ta ta nhà miền cái bộ kết ấy nhà miền cái bộ thứ ấy mà ông đi covid mà đó là covid một tu lần ta nhà miền cái hồ gì ấy tôi chơi tôi không bầm lại bị xử lý nhóm chơi chơi phải vì muốn nhóm thưa cho là top là mua vậy lấy dương nghĩa mà thưa hàng 100 trăm cầm 100 trăm cầm 100 trăm nghĩa mà thưa cầm 100 trăm nhưng mà hiện trường xa kha thì dương đại sa kha dương nó có bông sáu như mẹ kia muối nó có bông sáu đại sa kha xem hiếp đại sa kha bắt bóng dương chi dương kết ra tá nhà miên cái bông thưa ấy cái bông kết ấy nếu bây giờ dương miên đâm đại hay là ca cùng nết nhóm tay để kết nhóm ông bị kết sọc máy ông kết sọc kê điện nếu dương bây giờ dương can để kết dương kết ấy kia kết với chấm miên nó kết ở với chấm miên hay là ca dương thử miên chứ mà dương nghĩa móc hay là ca kết ở với chấm miên ô mình cao tê mình ai tê bia mình đai à nẹt miên gì tha che cho bắt ok chắc nhung cầm đót hay là ca nhung tp đó cứ hay là ca này ca kết vào nhung máu đi tao sẽ thấy nó phục kết ấy kì bây giờ mình ăn hồ xí đại phục lốt cho nẹ miên rồi mai kết ấy kì cái bông ta kết ấy nên không thà là ca nó kì bông thứ ấy cái bông kết ấy hay bây giờ ớt bán bắt đầu từ lửa ca kết bạp năng thế nhưng kết vào với chùm miên thế coi hiểu môi đèn tp thì bấy cứ hay là ca này ca nè à rõm bao dương nhung ưu đứa à rõm bao dương mà nuốt ca nay dương mi à rõm là ố ca kết bây giờ có lo đây bây giờ rõm nhưng ớt ớt dương bởi dắt nông ca riêng trong nhóm riêng trong hay là ca à rõm bằng thiệt miên ha dương thử té có mọi người thích ăn chất thích khăn thích ăn chất thích ngô thích ngọ à rõm bởi dương ớt là ớt ớt nghe phôi ăn chất xây thích ăn chất bất ở ca bạch chẳng dương miên hay là ca bao dương bà hay là ca à rõm bà chẳng dương thử miên hay là ca à rành thộ bằng thiệt nhưng ca kết bây giờ nhóm cho rõ mê điên hay là ca rành thộ tao dương miên phai là ca rành thôi cái gì mẹ luôn dương này trong phai là ca chấm nai phai là ca chấm nâu ở ban chấm bao luôn phai là ca chấm nai phai là ca chấm nâu dương ban chấm bao luôn miên phai là ca rành thôi cái u đó dương mà khai mà rồi chắc như thử miên phai là ca chay đang bay mà rồi công an phai là ca chay chay nó khơi phắc mà lết đánh mà khai bạch u đó dương mà khai mà rồi mà khai pi rồi rô ban chở mình toàn một con là miên đấy nè rồi biết này ca chay lôi nó ắt chay trái cro rồi hộ ban chở nó toàn miên này bị buộc chung chuột mà nước hồ ban là khai mà khai pi mớn rồi lên bán ọt này chắc như thử miên hay là ca chậm nãy vừa bán cho bằng luôn
ឧទាហរណ៍មិនគ្មានអណាគាល់យើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេមិនឲ្យតែគេហៅយើងចេះទៅមិនឲ្យតែគេហៅចំណាយចំណាយដែលអត់បានទទួលបានលទ្ធផលអីជាចាយទេគ្មានអណាស្គាល់យើងជាងយើងខ្លួនយើងទាំងសុខភាពក្តីទាំងលុយក្នុងកប៉ៅយើងក្តីនៅពេលយើងអត់ផែនការជាចំណាយជាចាយនៅពេលយើងមានផែនការយើងអត់ចំណាយប្រេះប្រាស់ទេខ្ញុំជឿថាផែនការនៃការចំណាយយើងត្រូវរៀបចំគោលដៅនៃការចំណាយតើគួរចំណាយលើអីអ្នកមានចាយពីរយ៉ាងដែលគេផ្ដោតចំណាយបង្កើតចំណូលហើយចំណាយបង្កើតចំណេះដូចបងប្អូនមកនេះក៏ចំណាយដែរចំណាយសាំងចំណាយពេលវេលាតែចំណាយបង្កើតចំណេះអត់បើសិនមកអត់មានបង្កើតចំណេះអីទេមកគ្រាន់តែមកលេងកុំមកចាយច្រើនយើងចាយសាំងម៉ូតូយើងចាយពេលវេលាអីយើងចាយមកលេងអ្នកមានគឺគេចំណាយមួយគេគិតមកតើចាយនឹងបានចំណូលអត់យកពេលវេលាទៅផឹកកាហ្វេជាមួយលោកបញ្ញសិទ្ធតើបានចំណេះអត់បានចំណូលអត់បានចំណេះបានចំណេះអត់បានចំណេះចំណាយយកយកគួរទៅប្រឹងចំណាយអ្នកមានចំណាយពីរខ្លាំងចំណាយបង្កើតចំណូលនិងចំណាយបង្កើតចំណេះតែបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់បានចំណាយបង្កើតចំណូលយើងក៏អត់ចំណេះក៏អត់ចេះចាយចាយចោលអានោះជារឿងមួយគួរធ្វើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំផែនការនេះជាផែនការដែលយើងត្រូវតែរៀបចំមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចោលបងប្អូនមើលបងដែរស្ដាប់រឿងឈើពីរដុំហ៎បងនៅចង់ស្ដាប់រឿងឈើពីរដុំហ៎លើកដៃខ្ញុំនិយាយស្ដាប់តែដែរខ្លាំងឡើងមួយសិនខ្ញុំទៅឈើរឿងឈើពីរដុំឈើឆ្លោះគ្នាឈើថាអញឈើដែរមនុស្សជន់អញចង់ងប់មនុស្សជន់ក៏មែនឯងក៏ឈើដូចគ្នាមិនក៏គេគោរពឯងសម្បើមហ៎អន់ចិត្តគ្នាឈើអន់ចិត្តគ្នាហើយឈើទីឈើដែលឈើដែលគេគោរពក៏និយាយថាយើងឈើដូចគ្នាប៉ុន្តែការឈឺចាប់យើងផ្សេងគ្នាអ្នកឯងគាត់ជាចដៅឯងឯងជាចដៅដែលគេជន់ប៉ុន្តែអ្នកឯងឈឺចាប់តែម្ដងឯងគេកាប់ឯងមកកង់មកធ្វើចដៅមកខ្ញុំជារូបព្រះដែលគេគោរពឆ្លងកាត់ការឆ្លាក់ជាច្រើនដាប់ជាច្រើនខ្ញុំត្រូវជាច្រើនកបិតឆ្លាក់ជាច្រើននងទើបអាចចេញជារូបព្រះបានអ្នកឯងត្រឹមតែជាចដើមួយអ្នកឯងត្រង់ឈឺចាប់មួយផ្លេតអ្នកឯងគាត់នៅមានការកាត់មួយផ្លេតទៅមកបន្ទប់អ្នកឯងឈឺចាប់មួយផ្លេតនេះឯខ្ញុំវិញជាព្រះគេឆ្លាក់ជាព្រះទម្រាំតែបានរូបព្រះគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ការឆ្លាក់ជាច្រើនដងដាប់ជាច្រើនកបិតទើបឆ្លងកាត់ជារូបព្រះបានងាកមកវិញដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សខ្លាំងបានមិនមែនយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមមិនមែនយើងគ្រាន់តែដេកដួលរមួលផ្សំក្រិចមែនយើងគ្រាន់តែអង្គុយសកុកខ្លាចជាមនុស្សខ្លាំងបានទេមនុស្សដែលគេឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយមួយខ្លាំងមួយមួយឬខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានទម្រាំខ្ញុំមកឈរទីនេះបានខ្ញុំរងជាច្រើនកបិតខ្ញុំរងជាច្រើនឧបសគ្គខ្ញុំរងជាច្រើនបញ្ហាចាំបានមនុស្សជាច្រើនមកជួបខ្ញុំហេតុអីបាននឹងរឿងរបស់គាត់ពិបាកដោះស្រាយមែនទែនមកជួបខ្ញុំត្រឹមតែ20នាទីអាចដោះស្រាយចេញមូលហេតុខ្ញុំបានឆ្លងរួចទៅហើយចាំបានកន្លែងមួយដែលយើងរៀបផែនការកុំខ្លាចក្នុងការឆ្លងឧបសគ្គអ្វីដែលយើងខ្លាចយើងបានឆ្លងនៅកុំខ្លាចឧបសគ្គកុំខ្លាចបញ្ហាទីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីកន្លែងដែលយើងរៀបផែនការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីឈើពីរដុំឲ្យតែពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគិតមើលពីឈើពីរដុំតើយើងចង់ខ្លាចជាអីបើយើងចង់ខ្លាចជាចដើគេជន់ឈឺចាប់បន្តិចទេតែគេជន់យើងរហូតតែបើយើងចង់ខ្លាចជារបស់ដែលគេគោរពសការៈបូជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការលុបដំជាច្រើនការឆ្លាក់ជាច្រើនឆ្លាក់រហូតដល់សំទៅគេគោរពទៀតហើយចូលរូបព្រះប្រកេះបណ្ណានៃខ្លួនតូចក៏គេអត់គោរពដែរចាំវាឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើននេះហើយគឺជាជីវិតនេះហើយគឺជាជីវិតកុំរំពឹងថាស្រួលអត់ស្រួលទេយើងកាន់តែជោគជ័យយើងកាន់តែឡើងមកកម្រិតយើងកាន់តែពិបាកទៅបាទទៅដូចខ្ញុំមកនេះខ្ញុំពិបាកជាងមុនទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកនោះគឺត្រូវឯងដោយសារអីយើងឡើង level បងមិនធ្លាប់លេង game ទេ game មានណាលេងកាន់តែពិបាក level យើងឡើងឯងពីដើមយើងពិបាកនឹងលុយ4 10 20ដុល្លារ30ដុល្លារលើយើងបាក់លុយ2-3លាន4 5លានមាន5លានមានអីមកបើយើងធូរបន្តិចអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបើគេឲ្យខ្ញុំធ្វើ50,000ថ្ងៃហ្នឹងជិះទៅឥឡូវអត់ទៅវាមិនងយកអីលុយប៉ុណ្ណឹងចាំយកពីណាក៏បានណាចង់និយាយថាគេបង្ខំយើងត្រូវម្ដងឯងមកយកឥឡូវឬក៏យើងមានឱកាសកាយកទៀតតែបើលុយច្រើនយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបកមកវិញមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ជួបឧបសគ្គជីវិតដែរចម្លើយសំណួរសួរថាតើយើងឆ្លើយតបឧបសគ្គបែបម៉េចនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គជីវិតយើងឆ្លើយបែបម៉េចតើយើងនឹងខ្លាចជាឈើយើងចង់ខ្លាចជាឈើបែបណាបើយើងចង់ខ្លាចជាឈើមួយដែលមានការគោរពយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់អំពីកម្មនៃជីវិតយើងដឹងថាយើងនៅចំណុចណាហើយពេលនោះងាយអ្វីទាំងអស់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ការពិតយើងខ្សោយកន្លែងណាខ្លាំងកន្លែងណាងាយជួយទេដោយឡានហ្នឹងបើយើងដឹងថាឡាននេះខូចអីស្រួលទេណាស់តែយើងជឿថាដឹងខូចអីជ
chứ ở tới một nghe đang khôi ấy máu cho phèn rồi hướng mình tích cho nó cho phèn thu được sao mình tích tới chi ban đi dương ắt đăng dương phi giúp bác từng cho phèn dương phi giúp bác từng cho con dương phi giúp bác lan dương tiếng mình tới một hai chuôn mà không này chuôn này cọp dương trong hết tu được cái tay dương ắt phổm mơ cầm hốt này lan dương mơ này luôn này ắt phổm mơ luôn này ắt phổm từ tua qua ca bớt ta luôn dương mình nơi cầm rạch na bị ăn cái lại na bị bắt cay cái lại na dương ắt từ tua qua ca bớt kê như vậy bàn kì tha on á khăn kê on chất kê kê như vậy bàn chắc như là mấy mọi kê như vậy bán chưa thường vậy luôn này thử rô pê và liêu mối đăng luôn này xe lò quen này thì đây đăng luôn là biết này ca đăng luôn cứ bóng ôn vô pê và liêu rô là nghiệt dục lá bóng ôn chụm nái pê và liêu mà phê nhật thí đọc ra một tí xả mà thí hơi xua luôn dương mình tha mà ngay nó dương bán thơ ấy khá nhưng đừng tạm tạm không mê đến miền tay nhưng vậy ở bóng vô là bảo đá ta dương bán thơ ấy khá bóng bóng chụm nái bếp bóp này tí đừng phê này tí pê là nghĩa chụp láng môn kín thật láng dương vậy ấy khá dương chuốc này na khá dương chai ấy khá dương hốt ấy khá tôi mà thiết xuống lên ta à na ta dương hốt thử ớt dương vậy giờ nó gì khác cho nó dương vậy mà ngày nó vậy nó bạc bò kìa rồi giờ đang luôn vậy đó thôi kìa sọp vậy nó khát liếp à mọt dương ha mọt vậy nó khát liếp dương chuốc nữa nó khát hay dương vậy mà to chuốc thế dương ớt phổm đăng luôn dương vậy nó khát liếp dương vậy nó kìa sọp chắc dương mà anh dễ vậy không à hai bà sao nó dương vậy đó là o thử ai thưa thiết là o như nó thiết nên cứ ca đăng luôn nghe nghe để trong tay này vừa cái lộ màu nghe đáng không coi sợ mưa dương chay lắm khó chay lắm thử biết lấy dương ớt lối dương cua nhà mà cà phê mà kéo bay vậy nó sao ui thì hó nhưng mình nếu dương đăng luôn đấy thôi dương ớt lối dương mình cua thì chay nhà mà cà phê mà kéo bay vậy nó sao chứ mình dương cùng nhà mà nâng nhà mình thật sốt dương trội mà nhà mình dương mình sốt cái viên này thôi ui thôi dương đăng luôn dương như miên phai là cái dương đăng luôn ui thì hó chứ hương nghe nghe chứ dương mình cua na từ hộp ấy chung ghê chung ai ghê buồn mất cha na hộp ấy chung để đạch mọi bạch rồi dương cua na thuộc văn nghiện đi tới hiện chua đá rau khê bát đạch bị dội bạch ui đó lại nâng dương thật đăng luôn dương miên là na bà đạo dương bán cả luôn dương đi bà dương đăng luôn dương dương nghi thua cài đúng ui thì ho lại nâng chân dương thử ta là nghĩ láng chùm nai phê để đọc này tí nghĩa mơ bật luôn dương mình ta dương bán thua ở bấy khá khó thua ở bấy khá thử dương man thưa cái lại nhạc lá cao lối thưa cái lại nhạc lá mầm phai rồi dương man thưa cái lại nhạc lá đi chậm rãn thưa cái lại nó rồi liền chứ như kết lại đằng mà ok chào tôi mà tinh diệt dương này what do you want in life này chọn man đi kia nên không chỉ vật bây giờ dương chọn man ấy thọc phiền lỗ ok chắc đã thọc phiền lỗ bập cô đã thọc phiền lỗ nhưng là bây giờ dương mơ cô đã dương phải giãn à dương hô bà na sao thọc phiền dương kết được thọc phiền à dương hô bà na để pa po thọc phiền dương dương chia diêm cắt mà thôi à tôi bây bị muốn vợ đăng luôn dương hộp đọc à lấy dương mà thôi xong muốn hai chục chi nè mà thôi xong bảy mà thôi xong bơ mà thôi xong phèm coi như phèm chục chi mà dương cầm nó cô đau dương sọc phèm đau đó cô đau mới sọc phèm chẳng phải dương hộp với dương kết à về khám bệnh là hộp sạch chẳng khéo sọc kết mà slow mà chu nhám nữa chứ cho nên sọc phèm co sầm rô đưa nhám ấy nữa chứ nên sọc phèm không à lôi tí cho nên sọc phèm rồi về để dương miên cô đau mà luôn ok dương cho mai cho mang sọc phèm cho mai cho mang lôi cho mang lôi dương kết à cô chụp nổ hai nó được bay khai chụp nổ nợ đại lắm bay khai bao nhiêu lấy chụp nổ hạt nợ đại lắm chân hai đứa mình viên nợ đại lắm tha là ca dương pa chụp bon chấm dương sol pi chờn pi dương ọt thừa ọt càng với dương thừa ọt đáy thử thứ bán đóp thừa tập pi cho nó càng cái thử thừa bán đóp tay thừa tập pi dương ọt đăng luôn thừa tập pi nữa đôi bò bò mà gì luôn mà thừa thừa càng với mà ngay bảy máu sạch thừa ban mà máu pi máu sạch thừa mền tên à càng với mà càng lối ta mà máu pi máu ấy cái nó lên lên sau tầng oh coi lên nil nô il ol ol tầng oh sạch thơm đấy mà pi máu ấy rồi có ba năm máu ấy dương mía dương cái đăng luôn này cho nó mà ngay vào dương này dương thừa nó vô ớt ban phải giấu chứ ban phải giấu tập pi máu còn hay dương chỉ tiêm tiêu lôi dương cao hơn mấy cửa nhôm ai khai giọt nga đôi kia mấy cửa nhôm mình riết chùm đá đôi kia chứ dương phía này dương cầm nót cô đa đành thổi dương nghĩa màu mơ pi sạc cam phía bao dương ta dương mà ngay bằng bảy mau nó dưng ăn phải lách trên bảy mau nữ không có tế sẽ bảy mau dưng nó mới khinh hu hu mà ok hai anh cái cây xuống đặt hai anh cái cho cái score cho cái rút cho cái sờ lạnh cho tơ nam mà nam bên cây xuống tại sao cam phim bây giờ nó thơ tới một cây xuống luôn ấy nè cam phim bây giờ nó thơ tới cái xóm nè thơ tới đâu cái tục chặt nó thơ tới bầm plan cái đây xong bầm plan trong đây nó du quấy nè chứ là bây giờ dân cầm nót phải là ca cây chúa bây giờ dân là hiệp trong thế bây giờ lơ cây chúa bà trong khi score lơ cây chúa bây giờ lơ cây chúa bây giờ bà phải là ca cây chúa bây giờ
ok chào tôi tới mục tiếp thì chết dương miên sùm nua dùm láo chứ chân dùm khlên khlên bông con chú lắm anh chân sùm nua nghe nghe xua tiết á đọc khả năng rồi dương trong bàn ấy dùm xua đọc khả năng rồi dương trong bàn ấy cầm nót cô đã lưu đọc khả năng rồi dương trong bàn ấy đọc khả năng rồi dương trong bàn tia dương trong bàn đây dương trong miên cho nạ trộp ủi thôi chân dương trong miên đây chạy côn dương trong miên đây dương trong miên trộp lụa dương trong miên cho nạ trộp một ca rô gì thời cập nót mình đang ta hơi mẹ nó đọc năm khối bạn chặt đâm thương nghi l phẳng 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 ấy chắc đọc năm khối trong ban này trong ban là cho nó trop trong ban một là bố trong ban không muốn cầm nót à hơi là bây giờ rõ cả là cả thôi nhóm vô là khuôn khăn đi nhóm chặt đâm thì bố cứ nhóm thua lừa cho nó trop nhóm hồ di chở này và tay là bố đây là ô một phút nhẹm nhóm cứ cho nó trop không tại bây giờ sao là ca ở sư lo đại video sư chối để hưởng mùi gì tay dương nó so cho nó trop chở này bà phong đấy với phong rừng nhau mình bà bánh sân lượt hủy và thân hồn phong rừng như mình trơn chắc nhìn cho người ta dương đạp hai nạc ca hai mến ca lăng ở cháy đó này ở vây bây đó ca lăng cứ tam hai nạc ca ưu thì hoa dương dòm nhóm bốn nhóm kết ăn nhóm ưu thì hoa luôn ấy nhóm kết ăn nhóm phu lô mà cả lấy sao đây đọc lô chứ chắc mà khả năng nó phu hồi bán đọc cả lấy sao mỗi lô chắc là bây giờ dương mình mỗi lô ngay khôi mà hai dương trai mà lô rồi dương trai bán đọc khả năng này mà xem cha đọc lôi cha bán đọc xem này nhưng mà anh chụp hai là ca kịch mà nhung nếu bây giờ mi cho nó trop nếu bây giờ mi trop ngay khối bị to lại không thay đâu tam chỉ bọn gió bao nhung nẹt miên nhớ cứ miên dài cho nó trop bọn ta miên miên xua ra nẹt tinh nhà cho nó trop miên lôi hết nẹt tê trong thế này ăn lôi ngon ăn miên nam miên lôi từ đông tinh này rất là chia từ ngon với và vá sao thủ được bốn sạ sao mình trăng luôn này mới đó ở với thì dương miên rất là cao bị cá thân thể là một vây và ngon vây vá ban mùi như này vây vá ban mùi như này đôi chúng được bốn chua tia cái nữ và tôi mình tiếp là tinh cha bom luôn mà nơi bờ đây phục mấy mà hai bom bay rồi bom phèm mỗi bom phèm mỗi chứ thấy cho nó thấy nó kết rồi trời anh thử thèm chụp nồi tiếc đấy thử hộ được ấy thèm nồi miền phai là ca thử miền tia chứ tinh bom luôn khi mà hai cái bom phèm mỗi bom cọ muốn buồn pon buồn nổi hiếm rồi chứ miền phai là ca chụp đâu miền phai là ca ô thử miền phai là ca thử chụp trong phai là ca mấy ở chụp nồi cao năng lượng muốn chụp phai là ca đập phai là ca chụp smart bôi phai là ca chấp đam mà to thiết tinh mà cái lại thiết chấp đam chết tinh mà cái lại phi cái lại bay cái lại đôi nhom tinh này ion chấp đam miền hai nạc cam ion là opium và nhà sắt bây giờ nhom tinh chấp đam miền hai nạc cam nhom tinh nhom qua mà cha té nó quạt cái cây mi là không mật phe đấy quạt cho tới quạt lụa ở nhom từ dậy buổi từ nia kia có lưới bay nọ mơn phe ăn bòn nhom quay từ lại tới nhom đặt từ nia cái bánh bay nọ mơn của cha nó còn lúa hiện khổ mà hàng chay nãy vừa quay lại bay nọ mà chay cái ban bay nọ mình ôi lôi cho phèm pon này mà khé chập đâm bong mà khé mà pon bay rồi pon pel pon bay bong pon bay rồi bong pon bay rồi bong pon bay rồi và tôi mà tiếp chúng chập đâm nơi gần tới dương chua mà khé ban dương chua tọt một mình thì mùi tí pí tọt dương lang thay cái nhóm tính làm lại bay nọ mình là lỡ quay làm lại phèm pel mình nên mà nó bị ôn về khai dương đây lúa có tọt dương cao nào rất tập hay nè kha u đó bong pon tính đây nó ta mà đá khét đây cái gì bong khai mà rối bong liền mà rối mà xong dương phát cà phê có đây dương phát cà phê phải dắt phát o tay mà xong là dương chết liết dương xong phèm cho năm khối từ khi là tập hợp tiếp chốt cháy mẹn cá lao bùm liền đi ở quấy cả đâu để cá lao nguyên sách ở miền sài nhà môn u thô khỏa bay tua mẹn bùng liền này vừa xí tẹn khua thế này dương cá lao ngồi chân này biết mẹ nó ngay đang như là son liếm này hưởng nó sẽ nhai vậy ôi mà vui tay dương mình vô cho tôi ạ sẽ nhai thì dương khó sẽ nhai thì dương chuốc mà sao vui ôi sẽ nhai lốt tơ đây dương ăn mơ với dương ăn hồ thì túc với hơi sẽ nhai miên lôi cái chân này chắc là bây giờ dương chép xóm rồi cho tôi mập xóm nhung xóm nhung đau tinh đây xóm tinh đây gục lại dương chết dương miên thì sai dương miên cái bạch cồn chẳng ngày nay gì để cho tôi nhung đừng dễ bông bột lập lục bắt mình mọi việc mịch dầu này ngày nay dương gì phải nè cả ok to thế chơi với dương piêu lìa dương còn khâu đây bà ok chân dương chào đang cầm nót phèm năm thế đó ta phèm năm khỏi dương trong bàn ấy dương trong tân nè phèm năm khỏi dương trong miền đây resort mà cả lấy đây dương ai xong resort bán đây dùng hai mà cả lấy ui thôi chân phèm năm khỏi dương trong miền crom hôn dương trong miền hang mà chấm dương trong hồ sơ rành thổ trong miền hang mà chấm phèm năm khỏi dương trong miền kê thì vua dương trong kê là tour school chân thời hiện sâu được biết mấy mà phèm năm khỏi dương miền hai là ca ấy kì chân dương chỉ à đọc năm mà thôi phèm năm mình biết chạy chỉ pi chạy chỉ bay mà phải năm ta dương cua đau đó nè ok to tiết nha
โอเคจังจํานวนสู้ទៀតណាតើមួយឆ្នាំយើងគួរសម្រេចអីខ្លះដោយកុងទ័រយ៉ាងហ្នឹងកាលណាយើងនេះយើងកំណត់វាថា5ឆ្នាំតើមួយឆ្នាំយើងគួរបានសម្រេចបានអីខ្លះមួយឆ្នាំនេះយើងគួរសម្រេចអីខ្លះយើងមានផែនការប្រសើរយើងមិនអត់ផែនការច្រើនណាយើងមានផែនការយើងខ្លាំងយើងមិនអត់ផែនយើងឈ្នះមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់ហើយគ្រាន់តែយើងមានផែនការតែមួយហ្នឹងយើងអត់ទាន់យើងលុយយើងមានផែនការមួយហ្នឹង5ឆ្នាំក្រោយយើងឈ្នះមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់ហើយអូមកបងមានផែនការសុខភាព5ឆ្នាំក្រោយឈឺលន់យើងនៅញឹមក្រែហេះអដែលគេផឹកស៊ីអួតជុលកែវតេងតើងកាត់កលគ្នាសុបាយចិត្តកាត់កលយើងចោលឥឡូវមែន5ឆ្នាំក្រោយហេងសួយហៅប៉ុនមកអូខេព្រោះ5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចសល់ដីផង5ឆ្នាំក្រោយយើងនៅសល់ដីសល់ផ្ទះសល់ទ្រព្យគេមើងងាយយើងឯងអត់លុយឥឡូវអត់តែ5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចសល់ដីសល់ផ្ទះ5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចសល់អចលនទ្រព្យយើងអាចសល់ក្រុមហ៊ុនសល់របរស៊ីនេះហៅ action plan ឧទាហរណ៍ថាអូខេមួយខែយើងត្រូវជួបមនុស្សម្នាក់នេះត្រូវរៀនសូត្រពីមនុស្សម្នាក់នេះត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងចម្រើនប្រចាំខែយើងគួរធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅយើង check list រហូតយើង check list រហូតយើងមើលឃើញខ្លួននេះអូធ្វើនេះអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេធ្វើនេះខុសយើងអត់ងាយដើរខុសផ្លូវទេទោះបីយើងខុសផ្លូវយើងទាញយើងមកវិញបានតែនៅពេលដែលយើងវង្វេងមនុស្សយើងវង្វេងផ្លូវបានតែកុំឲ្យវង្វេងគោលដៅបើយើងវង្វេងផ្លូវយើងទៅរកគោលដៅទៀតគោលដៅទៅកំពង់ស្ពឺបងប្អូនចេញតាមកំពង់ឆ្នាំងឬបងប្អូនចេញតាមស្វាយរៀងតែបងប្អូនណាគោលដៅកំពង់ស្ពឺហើយចាំបងសួរគេអូខុសហើយផ្លូវនោះទៅកំពង់ស្ពឺទេអញ្ចឹងមិនយើងបកទៅកំពង់ស្ពឺបន្តទៀតវិញអូខេទៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ទៀតតើសភុដែលយើងអានហ្នឹងសភុអីញ៉ាំឆ្នាំយើងអានសភុខ្លះហើយសូមអបអរសាទរបងតេះដែរខ្លាំងខ្លាំងញ៉ាំអ្នកអានសភុអ្នកចម្បាំងសភុអ្នកចម្បាំងនេះគឺខ្ញុំសរសេរឡើងមកនេះគឺតាមពិតទៅមិនមែនចង់ចំណេញពីសភុទេអត់ចង់បានចំណេញពីសភុលក់ដើម្បីលុយពីសភុព្រួយខ្ញុំមានអាជីពខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចរកបាយហូបបានសភុនេះគឺខ្ញុំសរសេរដោយការសប្បាយចិត្តមួយខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់កូនខ្មែរមួយហើយជាស្នាដៃផងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យស្នាដៃខ្ញុំសល់រាប់រយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាការសរសេរសភុវាសល់រាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតអាច50ឆ្នាំអាច100ឆ្នាំទៀតក្មេងជំនាន់ក្រោយឃើញសភុយើងលើកមេដៃទទួលស្គាល់ឬសភុយើងសរសេរទៅដែលបាត់ប្រសពជីវិតល្អចែករំលែកខ្ញុំអត់មានសរសេរដើម្បីប្រាក់ចំណេញទេសភុវិញតែបើខ្ញុំចែកជូន free ក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកដែលបាន free អត់ដែរអានទេអ្នកបាន free គឺអត់ដែរអានអត់ឲ្យតម្លៃសភុខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចឹងដែរកុំឲ្យអ្នកនិពន្ធគាត់អន់ចិត្តញយនិយាយសភុណាគេឲ្យខ្ញុំឲ្យ10ក្បាលទៀតមិនឲ្យក្បាល10ក្បាលទៀតដល់ម៉ោងនេះអានដល់2ស្លឹកគាត់ជាចិត្តសាស្ត្រមួយហ្មងដឹងមិនខ្ញុំទៅរៀននៅសិង្ហបុរីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសកាន់ឌីខ្ញុំទិញសភុរ៉ូបឺតមួយក្បាល75រៀលមកដល់ខ្ញុំអានគាត់ថាទិញខ្ញុំអានភ្លាមអញ្ចឹងបានជាកតាចិត្តសាស្ត្របងប្អូនដែលទិញសភុហើយនិយាយរឿងមួយទៀតហ្មងសភុអត់ដែរអានទេបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំសភុពេញទូគាត់ដែរអានទេជាអានគាត់អត់ដែរអានសភុនឹងទេដល់វិញខ្ញុំសួរគាត់ថាគេសួរគាត់សភុល្អអត់មានដែរអានអត់ដែរអានហ្មងអឺលោកគាត់អត់ឲ្យអានទេចង់អានទៅទិញគាត់លួចអានខ្ទេចដំបូងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ឲ្យអានទេណាចង់អានបុគ្គលិករកចង់អានទៅទិញសភុនឹងគាត់ក៏អត់ដែរអានក៏ដែរមើលដែរទេគេទិញគាត់ចេះលក់ឲ្យគេក៏មិនដែរបានមើលខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយបុគ្គលិកអត់ឲ្យអានទេអ្នកណាចង់អានទៅទិញតាមអាទិត្យនេះគាត់អានចប់អស់មានន័យថាម៉េចសភៅនៅពេលដែលខ្ញុំមានផែនការក្នុងការយើងមានដៅសភៅអីខ្លះដែលយើងនឹងអានបងប្អូនការអានសភៅមិនមែនជាចំណុចវិជ្ជមានអស់មានតែវិជ្ជមានហ្នឹងណាអានរឿងខ្មោចអានរឿងបាក់ទឹកចិត្តអានសភៅដែរដែលអានសភៅរឿងសេតរឿងស្នេហាបាក់ទឹកចិត្តត្រូវអានសភៅណាឲ្យសមនឹងអ្វីដែលយើងខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកំណត់គោលដៅនៃការអានសភៅតើយើងខ្វះអីម្នាក់ម្នងអានសភៅម្នាក់ម្នងទៅខ្វះលុយអានសភៅទៅទៅលុយខ្វះអីចំនួនអានសភៅទៅទៅចំនួនខ្វះចិត្តស្ងប់អានសភៅផ្លូវធម៌ទៅសភៅមានច្រើនផ្នែកមិនមែនសភៅសឹកតែល្អទាំងអស់ទេគាត់ណាវាល្អសម្រាប់យើងអត់ស្ថានភាពយើងយើងគួរអានសភៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចូលផែនការយើងតើយើងគួរអានសភៅណាខ្លះដែលយើងគួរតែអានបន្ទាប់ពីគួរតែអានត្រូវតែអានសភៅណាខ្លះបងប្អូនម្នាក់អានសភៅណាចំបាំងចប់បាទលើកដៃបាទអានចប់បោ4 5នាក់ទៅតែដែរខ្លាំងណាស់មកបាទបងប្អូនម្នាក់កំពុងតែអានកំពុងតែអានលើកដៃបាទកំពុងតែអានអូខេបាទតែដែរខ្លាំងណាស់មួយបាទអូខេបាទវាជាជំរឿមួយក្នុងការអានយើងត្រូវយកចំណុចណាខ្លឹមខ្លាំងណាស់អូខេតទៀតចៅអូខេអញ្ចឹងការអប់រំណាខ្លះដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះជួយខ្ញុំសម្រេចគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសការអប់រំទៀតអប់រំប្រភេទណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានការអប់រំរើសពេលខ្លះយើងទៅរៀនមួយចំនួនរៀនទៅខុសធ្វើយើងមេមើមមេមើមមេមើម
ពេលខ្លះហ៊ានគាត់គេប្រាប់យើងរបៀបសម័យដែរអត់ប្រាប់របៀបធ្វើណៃឡើងឋានប្រច័នចង់ឡើងសម័យដល់ឋានប្រច័នតែមិនដឹងឡើងមិនទៅហ៊ានរបៀបណាហើយតាក់ទងរបៀបធ្វើទៀតទៅហ៊ានពីអ្នកណាដែរមិនមែនគ្រាន់តែទ្រឹស្ដីហ្នឹងគាត់អាចធ្វើរួចទៅហើយទើបយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អហានអាចហ៊ានពីអ្នកណាដែលគាត់បានធ្វើរួចទៅហើយជាងយើងគាត់ឲ្យហ៊ានទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីហៀកែងចាក់ដៃសរោអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរៀនរៀនមួយចំនួនរៀនហើយយើងខ្លាចមករៀនមួយចំនួនរៀនហើយលែងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពលែងហ៊ានធ្វើអីមកខ្ញុំមួយចំនួនអត់ទៅរៀនហ្មងខ្ញុំរៀនខ្លះរៀនហើយភ័យហ្មងរៀនហើយដូចខ្លាចភ័យចាប់ដើមដូចខ្ញុំរៀនវាការកេងបន្លំរៀនរៀនពីមេរៀនមួយដែលគេនិយាយពីនេះមករួញអញអារមនេះនេះលួចនេះនោះលួចលែងចង់រស់ស៊ីបែរអោយរៀនមួយចំនួនអត់ទៅរៀនយើងរៀនកន្លែងណាដែលជំរុញយើងដែលយើងកំពុងតែខ្វះបាទដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតឧបមាយើងរៀនគេបរិញ្ញាយើងថាចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយតោះយើងត្រៀមអីខ្លះយើងត្រៀមលុយបើកបុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងត្រៀមលុយបើកបុគ្គលិក2ឆ្នាំដល់បុគ្គលិក1ខែ2000ចុះអញ្ចឹង2ឆ្នាំវា48000យើងត្រៀមលុយជួលផ្ទះរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងមកខែ500ចុះ2ឆ្នាំ12000អញ្ចឹងអស់60000មកដល់5 60000មកយើងត្រៀមស្តុកទំនិញស្តុកទំនិញ20000ទេដល់80000មកដល់ហើយយើងត្រៀមអីគេ marketing ស្បផ្សាយ20000សរុប100000ឧបាយយើងគេឲ្យត្រៀមអញ្ចឹងយើងហ៊ានយើងត្រៀមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើខ្ញុំមួយខែ1000ថា1000ចុះខ្ញុំចាយអស់300សម700ឬក៏ខ្ញុំមួយខែ1500ហ្មងទៅឲ្យស្រួលគិតខែ1500ចាយ500សម1000តើពេលណាទឹកខ្ញុំបើកអាជីវកម្មបានមួយឆ្នាំក្រោយសម10000 10ឆ្នាំ100000អូខេ10ឆ្នាំក្រោយអ្នកបើកអាជីវកម្មបានអូខេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងថា10ឆ្នាំក្រោយអ្នកឯងសំណបត់ពិសោធន៍បត់អីទាំងអស់10ឆ្នាំក្រោយចាំចេញរកស៊ីអាជីវកម្មអូខេល្អសំណួរសួរទៀតតើ10ឆ្នាំក្រោយបុគ្គលិកនៅ2000អត់ដែលអត់ទេមកខែ500ដែលអត់ឱកាសនឹងមានដែលអត់ចំនួនយើងសួរបន្តទៀតយើងចេះសួរបន្តទៀតតើ10ឆ្នាំក្រោយថ្លៃបុគ្គលិកនៅ2000ដែលអត់អាចឡើងដល់3000 4000 5000ក៏អាចថាបានអញ្ចឹងនិយាយទៅសំបន្តទៀតនៅពេលខ្លះយើងរៀនពីកន្លែងណាដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនងាយស្ដាប់បងនេះចេះលេងបៀបចេះលេងបៀបក្នុងដៃលេងបៀបទៅអ្នកអត់ចេះលេងល្បែងច្រើនណាអញ្ចឹងហ៎លេងចាញ់បានចេះលេងបៀអ្នកលេងអ្នកធ្លាប់លេងបៀលើកដៃធ្លាប់លេងបៀលេងកំសាន្តក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងស្រួលនិយាយគ្នាខ្ញុំធ្លាប់លេងបៀដែរអញ្ចឹងបៀនៅពេលដែលយើងជីវិតដូចលេងបៀអញ្ចឹងរៀនដូចលេងបៀអញ្ចឹងដូចមិនទៅរៀនដូចលេងបៀវិញបងមុនវាឆ្ងល់ហ្នឹងវាដូចលេងបៀអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលេងបៀទាំងអស់មិនមែនសារសំខាន់ទាំងអស់ទេបៀទាំងអស់មិនមែនសារសំខាន់ទេណាកុំឃើញបៀជាសវ៉ាមក52សលឹកយើងប្រមូលទាំងអស់មិនបានយើងដឹងថាយើងលេងបៀអីហើយខ្វះអីត្រូវទេបើយើងលេងស៊ីគូមិនមែនហាយតែសំខាន់ទេវាត្រូវការបៀណាដល់គូយើងទៅសំខាន់បើយើងលេងទៀងលេនយើងត្រូវការពេលខ្លះមិនមែនហាយសំខាន់ទេការ៉េក៏អាចសំខាន់ដែរយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងខ្វះអីបន្ទាន់តើវិញចង់និយាយលើកដៃមកអ្នកតន់លើកដៃអ្នកតន់លើកដៃបាទតែដៃខ្លាំងមកតន់តែដៃខ្លាំងមកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំអត់ចង់ប្រើភាសាការទូតភាសាអូស្អីគេភាសាសេដ្ឋកិច្ចអីច្រើនហ្នឹងនិយាយថ្មីបងប្អូនងាយយល់ងាយស្ដាប់ដាប់គ្នាចូលជៀសវាងគាត់តែនិយាយយកព្រោះបាទនិយាយយកព្រោះយើងនិយាយមិនឲ្យបងប្អូនទទួលបានដល់ផងលេងបៀ52សិលឹកកុំយកទាំងអស់ហ៊ានក៏អញ្ចឹងដែរហ៊ានអ្វីដែលយើងខ្វះខាតជួបមនុស្សណាដែលយើងចង់ជួបទៅហៅគោដៅណាយើងបានកំណត់កុំចេះទៅអត់បានទេពេលវេលាខោចណាតែមិនខ្ញុំមានកម្ពីកំណត់គោដៅមួយទៀតតែខ្ញុំអត់ដែរមានពេលឱកាសបានរៀនទេបាទនោះខ្ញុំមានកម្រោងមួយតែគាត់ឥឡូវនេះគឺចាប់ដល់រវល់ទៅទៅខ្ញុំមានកម្រោងចង់បង្រៀនមនុស្សមួយឆ្នាំហ្មងហើយឲ្យយកកម្ពីនឹងទៅបំពេញខ្ញុំអូម៉ាកម្ពីខ្ញុំឲ្យដាក់ដល់ថ្ងៃនេះអីខ្លះជួបឧបសគ្គអីខ្លះបញ្ហាខ្លះបានកន្លែងណាបានធ្វើអត់ខ្ញុំចង់រើសយកអ្នកស្មាត់ណាតែទី1វាបាក់រហូតអ្នកដែលគាត់ស្មាត់មានទឹកចិត្តមោះមុតទី2យើងអត់មានពេលវេលាដែរព្រោះរៀនអត់ចំណេញទេដូចរៀនថ្ងៃនេះឲ្យថាចំណេញពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូរៀនគេថាអូគ្រូបោកគ្រូអីបោកបានអីចង់ចៃរំលែកសុបស្អាតចង់ចៃរំលែកដល់បេះដូងមានអ្វីខ្ញុំរកបានចងកាត់ហើយវាជាគោដៅនៃកិត្តិយសខ្ញុំមួយពីព្រោះខ្ញុំមានផែនការបដោះបដាលមួយឆ្នាំឲ្យបានមួយលានអ្នកមានន័យថាទាំង share Facebook ទាំង live អីហ្នឹងគឺ goal ខ្ញុំគឺមួយឆ្នាំបានមួយលានអ្នកអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយមនុស្សក្នុងស្រុកខ្មែរ10លានអ្នកអាចស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមចៃរំលែកតាមប្រព័ន្ធនេះគឺជាគោដៅរបស់ខ្ញុំមួយដែរគោដៅកិត្តិយសយើងចង់មនុស្សស្គាល់យើងក្នុងនាមមនុស្សជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់សង្គមជាតិវិញអូខេចៅទៅមកយើងយល់ណាស់ពេលខ្លះគេស្ដីឲ្យយើងក៏ជាមេរៀនល្អដែរ
ពេលខ្លះគេបោកយើងក៏ជាមេរៀនល្អដែរយើងគួរហ៊ានមេរៀននឹងយូរហើយមេរៀននេះល្អមែនទេខ្ញុំតែយកទាំងអស់យកអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំជាមេរៀនខ្ញុំថាមេរៀនល្អដែលយើងជួបថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះរៀនបានមេរៀនល្អសូម្បីមនុស្សដែលក្បត់យើងក៏ជាមេរៀនមួយដែលបង្រៀនយើងដែរយើងចេះប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយយើងប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយមកសូម្បីតែមេរៀនដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងជួបក្នុងជីវិតក៏ជាមេរៀនមួយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងថាយើងបានមេរៀននេះខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះរឿងអត់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនរឿងចៃដន្យទេវាសិតតែផ្ដល់អ្វីម្យ៉ាងឲ្យយើងទាំងប្រយោជន៍ទាំងគុណប្រយោជន៍មេរៀនមួយចំនួនគេបោកប្រែយើងយើងអាចកាន់តែខ្លាចជាងមុនយើងជួបគាត់គាត់បោកយើងមិនដឹងតែយើងឆ្លាតជាងមុនប្រយ័ត្នជាងមុនយើងប្រកែកជាងមុនជួបអ្នកលក់ដែលគេមានថ្មីមាត់យើងរៀនបានពីគាត់បានហិតច្រើននេះមុនចំណាយពេលកាហ្វេមកគាត់តែរៀនបានច្រើនពីគាត់ជួបឱកាសល្អៗយើងរៀនបានកាន់តែច្រើនពីគាត់ផ្សារខ្លួនជាប់ក្នុងការរៀនតើយើងរៀនបានមេរៀនអីខ្លះក្នុងថ្ងៃនេះបើមិនចូលរួមសិក្ខាសាលាក៏យើងទទួលបានមេរៀនអីខ្លះទៅវិញត្រូវដឹងមកមិនដល់ស្ដាប់អូគាត់និយាយល្អឈើពីរដុំឈើពីរដុំជីហោះឈើពីរដុំជីហោះទៅវិញតែអញ្ចឹងអត់កើតទេតែយើងដឹងថាយើងទទួលបានមេរៀនអីខ្លះពីព្រោះអ្នកជោគជ័យឬក៏ខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថា why I do what I do ហេតុអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំកំពុងធ្វើបើខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំរៀនអត់ចេះខ្ញុំទៅរៀននេះវិធីសាស្ត្រដែលរៀនចេះគឺរៀនឲ្យដើម្បីចែកម្លែកបងមិនរៀនថ្ងៃនេះបងត្រៀមថាទៅវិញនឹងនិយាយប្រាប់ណាម្នាក់ពីថ្ងៃនេះដែលយើងបានរៀនស្អីដែលចំណុចល្អបានរៀនចេះហ្មងតែបើរៀនឲ្យចោលគេសួរវិញលើអត់ដឹងអត់ចេះទេរៀនសួរណៃថារៀនឲ្យដើម្បីចែកម្លែកបងមិនអានសៀវភៅអ្នកចម្បាំងហើយបងត្រៀមក្នុងការចែកម្លែកមកចំណុចទៅកាន់លុយយើងស្គាល់អានេះទើបយើងកាន់តែចេះបងអានសៀវភៅហើយបងស៊ែបងចែកម្លែកពីចំណុចក្នុងសៀវភៅហ្នឹងបងស៊ែចែកម្លែកពីចំណុចដែលយើងបានដឹងវាមិនមែនជារឿងអន់តែជារឿងមួយកាន់តែរំលឹកយើងខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំតែងតែចែកម្លែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងចែកម្លែកអញ្ចឹងយើងធ្វើកាន់តែយើងប្រមូលមកទៀតគេពេលយើងខោចហើយសល់ប៉ុន្មានទៀតយើងកន្លែងនេះបិទនេះមកមិនអើដល់ទីយើងមានសំណួរចម្លើយបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្លីៗបាទផ្ដល់ការសរសើរ5ដងដល់ខ្លួនយើងសារយើងខ្លះថ្ងៃនេះសរសើរចេះចំណាយពេលវេលាមកចាប់ឱកាសត្រូវចេះចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់បានប្រយោជន៍ល្អល្អចេះចំណាយពេលវេលាមកសែបគប់មួយលោកបញ្ញាសិតអាចសែបគប់ជាមួយខ្ញុំអាចមានក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីមានឱកាសល្អបន្តទៀតសរសើរខ្លួនឯងថ្ងៃនេះចេះធ្វើរឿងល្អចេះធ្វើទៅរក5ចំណុចញ៉ាំសារសើរខ្លួនឯងបាទមួយទៀតកតាដឹងគុណបាទយើងដឹងគុណអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងដឹងគុណអ្នកណាចំណាំមនុស្សដែលហៅយើងមកអីយកមកហ៎ថ្ងៃនេះមិនមែនមករវល់ក្នុងបានគេតែពេកហៅពេកពេកខ្លះកតាដឹងគុណដែលជាកតាធ្វើយើងជំរុញទៅមុខអ្នកជោគជ័យគឺដឹងគុណចេះដឹងគុណហើយនេះបានការដឹងគុណធ្វើឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនខ្ញុំនិយាយជាមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនាំបញ្ញសិតទិញដីគាត់ចំណេញលុយពឹបអូខ្ញុំប៉កែអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំទិញខ្ញុំចំណេញខ្ញុំប៉កែអញ្ចឹងខ្ញុំទិញដីប៉កែដល់ពេលខាតនាំទិញខាតថ្ងៃនេះអន់នាំអញខាតលាក់អណ្ដៅតែបើសិនគាត់ដឹងគុណគាត់ប្រាប់គេថាអូបានលោកគ្រូនាំខ្ញុំទៅទិញដឹងគុណគាត់គាត់នាំមកចំណេញលុយហ្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយយើងសប្បាយចិត្តមានឱកាសហៅគាត់ទៀតអត់មានឱកាសយើងហៅគាត់ទៀតអត់គាត់នឹងមានឱកាសបន្តទៀតការដឹងគុណគឺជាកដោដ៏ល្អមួយដែលវានឹងត្រឡប់មកវិញយើងវិញតែយើងអត់ដឹងខ្លួនទេមនុស្សខ្លាចដឹងគុណនេះខ្លាចថាអន់តែសម្រាប់ខ្ញុំតែដឹងគុណអ្នកណាធ្វើល្អមកយើងដឹងគុណគេវានឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងដឹងគុណអីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងយើងបានដឹងគុណអីខ្លះយើងទទួលបានគុណអីខ្លះដឹងគុណអីខ្លះតែមែនថ្ងៃនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្ញុំបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយថ្ងៃនេះមានអីខ្លះនៅក្នុងសភៅមួយខ្ញុំផ្លេចចំណងយើងគេឲ្យហៅក្រុម Mastermind ខ្ញុំឡងអនុវត្តកាលពី13 10ឆ្នាំមុនខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំរាប់10នាក់ជាក្រុម Mastermind មានន័យថាយើងសែបភៀមសែបគប់ប្រកបបានល្អផុត10នាក់ការសែបគប់មិនមែនតែយើងសែបគប់ជួបផ្ទាល់ទេមើល YouTube កាលមុនខ្ញុំសែបគប់ Robert សែបគប់ Tea House ប្រហែលអ្នកខ្ញុំលៀងមកសែបគប់អីនៅស្រុកខ្មែរមានប្រហែលអ្នកទៀតដែលខ្ញុំហៅថាក្រុម Mastermind អាខ្លះអ្នកខ្លះយើងជួបទៅស្មុគហ្មងជួបទៅនាំយើងអស់សង្ឃឹមហ្មងជួបយើងនាំយើងតប៉ែនាំយើងអស់សង្ឃឹមលួចសបិនយើងបាត់យើងខំសបិនណាអាចគេធ្វើមិនកើតទេឯងល្ងងអាប្រភ្លឺអាចាញ់បោកគេហើយគាត់ល្ងងគេល្ងងម៉ែរឿងហ្នឹងឯងទៅរៀនណាឯងគាត់ល្ងងម៉េចគាត់កំណត់គោលដៅជីវិតអាចចេះកំណត់ឯងចាំឲ្យទៅរៀនមកផឹកមកអញនេះសប្បាយទេអានេះភ្លឺសុទ្ធយ៉ាងណាគាត់ឥឡូវគាត់នោមយកសបិនយើងទៅបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងយើងសែពុកអ្នកណាគេយើងត្រូវកត់ចំនួនក្នុងប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនចង់បានមេរៀនបែបនេះខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងាររៀបមកក្រុមមកគ្រប់ហើយខ្ញុំមិនទាន់សន្យាតែខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាមួយបង្វឹកសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលមានឆន្ទៈគូដៅវត្តប្រកាសហើយចុះកិច្ចសន្យាបង្វឹកមានតែត្រូវធ្វើសកម្មភាពអត់ធ្វើ fire ចោលដេញចោល
Vì bố dưỡng thường miên vì nây. Vì nây anh phê liên về khai bê. Phê liên về khai bê bối cáp cầm nót phê là cá chì vứt. Nẹ chia xa sắc xa mà thốt ổ hông. Hay dưỡng cho mình dậy mà mong dậy mình ổ. Dậy mà mong dậy mình ổ. Nẹ chia xa rồi. Tại còn dưỡng dậy cô bông bông rùm lực luôn này. Bánh này có bông bông từ ban trưởng này. Tại bảo thầy dậy ổ nớ nớ. Nhóm là ban căn ba mẹ câu hơi. Tôi kia đó đối chứ mình không có chơi dậy cả lại anh kia. Từ dậy cả lại dậy mong mà anh có ban dậy xa mà nà. Ban ổn có dậy cả lại anh kia đó là mong kia. Đó đối với cái nhập tiệt đấy. Nó phu khỏi cái phu khỏi cho nhóm đó. Đó mong được tiệt đấy. À to đấy nè. Là khi phu mới đá cái bài đối với đối bật lương cái bọc. Bọn nó đạch lương ấy. Chọc. Còn nhập được tiệt đấy ngày sau cái phố ấy mà. Nơi vô qua ấy đấy. Ok. Chân ở trong khỏi cứ. Họ khốn hay. Nhóm dậy hiện cắt cắt. Chứ chờn. Và tay nhóm chưa thấy bọn nó được tuôn bàn. Bọn bọn này nè tôi tuôn bàn à. Vậy thì nhóm dậy ngay nè bà không được đầy. Bọn tuôn bàn chờn không được đầy. Bà nè tuôn bàn chờn tiệt đầy khăn khăn với bà. Ok, chẳng dừng. Cái này bóng bôn mà nè, mình xùm nua trong xua. Mình bóng bôn mình xùm nua thế. Bóng bôn mình xùm nua, bóng bôn lược đáy. Dương này cháu bây xùm nua. Và nè, mình xùm nua xùm lược đáy. Ở mình xùm nua bóng bôn mà nè trong chay mình lên. Cái này cho bóng bôn hiến trong cái chay mình lên. Bóng bôn được tua ban này khá là. Hay bà tóm mấy dương thọ đủ chung cái này. Chuyện cũng sao rồi. Cho người bóng bôn bây nè chay mình lên. Cho bóng bôn được tua ban này khá là hay này. Vậy đây chứ nói bóng con được tua bàn. Bà. Nẹ miến là ha. Nẹ miến thầm lại chất lướn, nẹ miến lẹ. Hay bây giờ ớt lẹ nhanh 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 bất mà nẹ trong vậy. Tại chụp hầy. Chàm luôn mưa kê, luôn mưa ấy dân mưa kê như vậy. Nếu nó trong à, trong à. Mới nẹ trong lướt đáy cũng không có lướt đáy làm vậy. Bà ok, bà ra. Ok, bà. Chuyên qua máy con mày mày. Chuyên máy bông cái đá luôn. Trong vậy à, bà tế. Chàm mưa kê như vậy, bà này thú cho nó trong. Do what you want to do. Và ở con. Có thôi. Và chúng tôi đang nói là. Nói chung mà ra là mạng con. Cô đây lâu nên tôi để ý là một cái trà. Hồi bà thông 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 con mà. Và. Cái này trong. Chủ viên thông 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 thông. Chủ viên thông 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 thông. Chủng đối với mạng tết này. Con. Con sót. Tại đó con bè. Và. Hai đôi. Chủ viên thông thông thông. Nhà là ông là có một cái gì mà xa mà phê quá. Tên thương nhá với bạn. Như bạn phải cắt tính khách cho phương nguyên điện. Đó mẹ họ là thì bình trong đang hỏi gì nó cho mình bổ vẹn và phê cho tôi luôn đó. Khi phương nguyên điện thì chúng ta phải khác. Đấy cứ ê chế ê. Chúng ta đi chơi với một khỏi cho chúng ta. Học thử cho hỏi gì thơ một tác. Nhưng phẩm chi với tôi là thôi. Thì cô lô bóng nhá ấy. Và lấy xe mang và thương nguyên trong. Điểm cho bóng bóng nít lực đây và tôi bảo mùi tiết, mùi tiết. Mình tiết đấy hỏi. Ok, Pi bảo, ok. Đó, chơi. Ô, xong tốt, xong mà đón tiết. Ngày này play chân. Trái đạo hụt, nít mùi. Ngày này cứ chôm, cho bây nhá, cho bà này. Ngày này cứ chết ở cả đó lo đấy, chôm play chôm bí play. Mình thì khách thay em nó cũng. Đời xa chôm bán thua rồi phơi cầm đi chạy, phơi mầm ơn cơ bá. Chôm bên phai là ca mùi tiết, anh nó chết ra phai là ca chỉ vật, chôm phai là ca kê thì vô. Đã xác nhóm hiệp trong chạy thì phương mà mơn các bác là sợ cái đấy rồi. Vì vô nhóm thưa cam thi hỏi cho năm. Tìm Covid ở ban thưa kết ơn bẩm ổ bất ống. Chỉ tôi rõ cho năm nhóm tay để chạy thì phương mà mơn các bác là sợ cái đấy rồi. Các khác là tam chôn là bọt. Hãy cầu miên bóng bốn chỉ chớn màn châu ruộng. Mày cái này xong tẹt đây là lăng lên nè châu ruộng phi nè. Ta bất miên chớn sẽ có bóng bóng phi nè. Ai chun thì khách là xa rồi con. Và chun thì khách là chơi lăng mà lươn thích các bác này mà. Còn nên lăng lươn chun khách là xa đấy. Mà chun thì khách là xa con thích. Nên hai cứ chưa ca là dưỡng căn thưa là ó dưỡng căn là sợ bãi chật. Có camera thọt mùi bà. Bà còn bàn châu ruộng. Chú chờ lắc mới thắp pin lắc kìa. Ô bọn bán bây giờ ok mà chẳng. Ô vì cầm ăn có thương vừa lõ lắm mà. Bà ok. Còn phải thất cắn rồi.
មកកោយ៉ាំហុចតោះមកជូនបាទអរគុណដល់គាត់ដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការចែកសភៅ 10,000 ក្បាលបោះពុំសភៅ 10,000 ក្បាលចែកដល់សិស្សក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាសាលាខ្វះខាតអូខេអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណមកអូខេអរគុណគាត់បាទជួយមិនមែនតាក់ទងនឹងតម្លៃតែតាក់ទងនឹងទឹកចិត្តអរគុណបាទអរគុណអូបងសវណ្ណវិក្កមិនយើងក៏ចូលរួមដែរគេចូលរួមស្មានតែបានទេបងបាទរួមគ្នាធ្វើល្អអូខេយើងចាប់ដើមបន្តសំណួរតទៀតប៊ីភ្លេច